Rồi từ câu 16 tới câu 20 thì mình đọc để điền vào sao cho tạo thành một đoạn hội thoại có nghĩa. Ở đây có một cái người bán hàng assistant. Good afternoon, can I help you? Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cô? Rồi Tanya mới nói là yeah, I'm looking for a ski hat. Tôi đang tìm kiếm một cái nón trượt tuyết. Ok, vậy khi mà chọn rồi thì các bạn đánh dấu vậy để một chút mình đừng có mất thời gian mình rà lại. Rồi, tiếp tục We only got two left. Would you like to try them on? Chúng tôi chỉ còn có hai cái thôi. À, bạn có muốn thử không? Thì ngay chỗ đây là một cái lời mời. À, rồi ở đây mình chọn thêm giữa này nó có cái gì đó mà ở đây I agree. Cái cô assistant này đồng ý. But it's too much for you. Vậy thì chắc là lựa được một cái gì ngay chỗ này mình coi coi. À, thanks. À, would you like to try them on? Thanks. This one is a nice color. Đây là một cái this one is a nice color, một cái nón mà có màu rất là dễ thương. Vậy vị trí số 16 mình sẽ điền vô là A ha. Rồi tiếp tục thì như vậy cô trợ lý cũng nói à, tôi đồng ý nhưng mà nó nhỏ so với bạn. What about this one? Đề nghị ha. Còn cái nón này thì sao? Thì cái Tanya phải có một cái nhận xét gì đó mà cô trợ lý cũng mới nói that's a pity. That on the ski hat we got. À, nhớ không? Mình đây có hai cái thôi. Mà cái này thì màu đẹp nhưng mà lại nhỏ. Thì cái còn lại có thể là cái cô Tanya này cổ chê khen gì đó. Cho nên mình phải dạ qua và nói đây là I don't think it will look right with my dress ski jacket. Câu E vô vị trí số 17 ha. Tôi không có nghĩ là nó sẽ hợp cho cái áo mà ski jacket là cái áo khoác của tôi. Áo khoác mà để trượt tuyết. À, hoặc là một cái loại áo vest jacket là giống như áo vest tông của mình. Thì ski jacket có thể là cái áo nó giống như áo vest nhưng mà nó dày để trượt tuyết cho ấm hay gì đó. Rồi, assistant mới nói tiếp, what a pity, thật là tội quá. À, thật là lấy làm tiếc. That on the ski hat we got. Đó là tất cả những cái nón mà trượt tuyết mà chúng tôi có. Rồi như vậy cô Tanya này cũng phải hỏi một cái gì đó. Thì cô assistant này cũng mới nói là à, there one near the chemist. Có một cái mà ở gần cái tiệm bán thuốc tây. Vậy quan này nó phải thế cho một cái gì đó chứ không phải có một cái nón được. Vậy mình rà lại nãy giờ mấy câu còn lại này coi coi cái nào mà nó đúng. Rồi idea another shop that sell đấm. Câu B này là ok ha. Quan này nó sẽ thế cho shop, tức là có cái cửa hàng nào khác mà bán chúng hay không. Thì câu 18 này mình điền vô là câu B. Rồi tiếp tục thì cô này cũng mới chỉ đúng rồi, có một cái kế tiệm thuốc tây. Vậy cô Tanya này cũng hỏi cái gì đó mà cô trợ lý cô nói that's right. If they haven't got any, try the sports shop on her retreat. Nếu mà họ không có bất kỳ cái nào thì thử một cái cửa hàng mà thể thao khác ở trên đường Harry. Như vậy cô này cổ hỏi, Tanya cổ hỏi gì đó mà cô assistant này cổ nói that's right. Vậy thì mình dò lại ngay chỗ này nó, ngay câu G nè. Is it on the ground floor of the shopping center by the entrance? Nó có phải là cái cửa hàng ở tầng trệt mà của cái trung tâm mua sắm kế bên lối vào hay không? Thì cô này cũng mới trả lời là that's right. Vậy mình điền câu G vô đây ha. Còn giả sử như giả sử tới đây nè mà các bạn không điền câu G thì bạn điền, bạn để thử mấy câu khác vô coi. Have you got any? Have you got a bigger one? Bạn có cái nào bự hơn không? I'm not sure how to get there. Cái that's right ý này không hợp nghĩa. Yeah, I do that thank loss. Không được. Như vậy đó là cái cách làm cho cái này, cái đoạn này. Rồi bây giờ nếu mà cái cửa hàng đó mà không có thì mình thử một cái cửa hàng thể thao khác trên đường Harry. Thì cái cô Tanya này cũng phải nói một cái lời gì mà ở đây cô assistant you welcome hả? Thường thường bạn nói gì khi mà người ta mới nói mình là you welcome, cảm ơn đúng không? Không có chi nè. Vậy mình kiếm cái nào mà cảm ơn mình điền vô thì đây. Ok, I do that. Thank a lot. Tôi sẽ làm điều đó. Thanks a lot là cảm ơn rất nhiều. Thì mình mấy cô này cô trả lời lại là gì? Welcome. Vậy câu 20 này mình điền vô là C. Ok, rồi. Đọc lại lần nữa cho các bạn ha. Good afternoon. Can I help you? Yeah, I'm looking for a ski hat. We only got two left. Would you like to try them on? Thanks. This one is a nice color. I agree, but it's too small for you. What about this one? I don't think it will look right with my dress ski jacket. That pity, that on the ski hat we got.
Is there another shop that sells them? There one near the chemist. Is it on the ground floor of the shopping center by the entrance? That's right. If they haven't got any, try the sports shop on the Harry Street. I do that, thank a lot. You're welcome. Goodbye. Rồi, xong ha.